Xin chào anh chị, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Như vậy thì hôm nay là một phiên mà thị trường có sự vượt cản khá thành công, vượt cản 1050, đồng thời với nó là nhé, vượt cản MA 50 anh chị nhé, vượt cản thành công MA 50 và đóng cửa ngay ở vùng 1053, tức là tương đương ngay chỗ vùng MA 20. Đấy. Thì sau một cái phiên vượt cản của thị trường như thế này, đây là một cái kháng cự đầu tiên, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà anh chị chưa mua được những cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ trong video này mình sẽ chia sẻ với anh chị cái cách để anh chị mua sau khi thị trường có sự vượt cản như hôm nay và chúng ta vào theo những cái dòng tiền lớn. Đấy, thì đó chính là nội dung trọng tâm của video hôm nay. Còn trước khi đi vào những nội dung này thì chúng ta lướt qua về cái xem qua về thị trường phiên hôm nay một tí. Ở đầu tiên nói chúng ta thấy rằng là phiên hôm nay là một phiên mà thị trường đóng cửa rất là tích cực, trong đó thì anh chị thấy rằng là cả cái nhóm ngành tích cực ở đấy á thì là vẫn tiếp tục là nhóm ngành chứng khoán. Đấy, khi thị trường mình đã nói với anh chị rất là nhiều lần rồi, khi những thị trường có những giai đoạn phục hồi á là dòng chứng khoán là những một trong những dòng rất là nhạy, chính vì vậy mà chúng ta nên tập trung vào những dòng như thế này. Tất nhiên thì đó là xu thế mà anh chị biết được và anh chị phân tích được và cái độ phân tích của anh chị và khả năng trên 60% 70% á là chúng ta nên tập trung vào những dòng như thế này. Đấy. Thì giai đoạn này chúng ta nên tập trung vào dòng chứng khoán và dòng bất động sản. Đấy, dòng bất động sản thì giai đoạn vừa rồi mình cũng không tham gia nhiều. Anh chị theo dõi vừa rồi thì anh chị biết và mình chỉ tập trung vào dòng chứng khoán. Đấy, thì trong 25 nhóm ngành ở đấy thì anh chị thấy rằng là các nhóm ngành tăng rất là tốt, nhiều nhóm ngành tăng rất là tốt nhá. Chứng khoán này, sản xuất nhiều hóa chất vân vân. Nhiều nhóm ngành tăng trên 1% anh chị, có đến là mấy ạ? 9 nhóm ngành. Và nhóm ngành giảm điểm thì giảm không nhiều, chỉ có một nhóm ngành tăng giảm hơn 1% thôi. Anh chị xem đây. Đấy, còn cả nhóm cổ phiếu hôm nay thì cổ phiếu Vietcombank đóng góp gần 4 điểm với thị trường chung, là một cái phiên mà chỉ số VN-Index của chúng ta được được hỗ trợ của dòng ngân hàng rất là nhiều, đặc biệt là Vietcombank, BIDV này, Techcom này. Đấy, rồi STB. Đấy, ngoài ra một số cổ phiếu khác đóng như GVR, bất động sản khu công nghiệp, Vinamilk, GAT, đấy những cái này chị xem thêm. Còn hôm nay thì một số cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành bất động sản, ví dụ như Lovaland hoặc là Nhà Kháng Điền hoặc là DG vân vân thì có sự ảnh hưởng đến cái điểm số. Tuy nhiên mức độ giảm điểm nó không nhiều. Thì những cổ phiếu vừa rồi tăng rất nhiều, ví dụ Nhà Kháng Điền hoặc là DG chẳng hạn thì và Nam Long á, thì giai đoạn này nó có điều chỉnh dừng lại thì nó bình thường thôi, thì có thời gian chúng ta phân tích thêm. Đấy, thế đó là những cái lưu ý. Còn chúng ta quay trở lại đối với điểm số của thị trường á, thì đấy là chỉ số VN-Index anh chị. Chỉ số VN-Index của chúng ta hôm nay là một phiên mà vừa được 1050, như lúc nãy mình nói là vùng cản của MA 50 và đóng cửa ngay đường MA 20 ở vùng 1053. Đấy. Thì vùng 1053 cho đến 1055 tiếp tục, vùng 1055 này gì này, đến 1060 đây tiếp tục là một vùng cản. Xin lỗi anh chị nhé, vừa rồi đi du lịch về mấy ngày, chính vì vậy mà thứ sáu vừa rồi không làm được video. Đấy, uống gió uống bia đã là nhiều nên cổ hơi kém nữa, do đó là nó viêm họng, do đó anh chị thì sức thông cảm. Cái phiên phục hồi này, cái phiên mà vừa được vùng cản này anh chị thấy là khối lượng rất là lớn nhá, khối lượng lớn. Đấy, thì đấy là một cái phiên tín hiệu rất là tích cực. Tuy nhiên là gì, ở cái video thứ 5 tuần trước á, thì mình có chia sẻ với anh chị rằng là hôm thứ sáu, tức là hôm thứ sáu cuối tuần vừa rồi mình không làm video thì anh chị biết rồi. Nhưng hôm thứ năm thì kết thúc phiên thứ năm nên là một phiên test lại khối lượng lớn á, thì mình có nói anh chị rằng là như là phiên cuối tuần, tức là phiên hôm hôm thứ sáu đấy, và sáng tuần á, thì khả năng là vùng dao động của chỉ số VN-Index của chúng ta là sẽ là 1060. Đấy, 1060 là đây gì này, cho đến mấy ạ, 1035. Đấy, 1035 đây, tức là vùng này. Anh chị theo dõi video thì mình có chia sẻ rồi đấy. Đấy, thì mình có chia sẻ anh chị là ở video thứ năm vừa rồi mình có nói là nhận khả năng là phiên thứ sáu, tức là phiên cuối tuần vừa rồi và sáng tuần này, từ ngày 8 cho đến ngày 12 tháng 5 á, thì khả năng nó sẽ dao động trong vùng này. Thì anh chị biết đấy, phiên thứ sáu vừa rồi là phiên cuối tuần vừa rồi anh chị thấy là thấp nhất mấy đấy, 1036. Đấy, tức là nó cách cái điểm chúng ta dưới hẳn dưới là mấy ạ, một điểm, 1036.69 là chúng ta bảo là nó sẽ về vùng đóng cửa đây này. Đấy, với đóng cửa ở phía này này, tức là nó tẹt lại, và nó tẹt lại với phiên hôm thứ sáu là một phiên tẹt lại khối lượng nhỏ đấy và kéo lên ở giá tham chiếu. Thì như vậy thì chúng ta đang là với khối lượng nhỏ thì tẹt lại kéo lên khối lượng nhỏ thì thường là nó sẽ nó ok. Nếu như mà anh chị theo dõi cách phân tích ấy, thì ở đó là những cái mà mình đã từng phân tích rồi. Đấy là những câu chuyện mà nó đã xảy ra. Vậy thì một câu chuyện bây giờ là đối với thị trường chung, thì sau khi mà thị trường có vượt cản ở 1050 và
tiệm cận dần lên đến 1055 đến 1060 á, thì xu thế để chúng ta giao dịch đối với tổng quan thị trường như thế nào? Thì mình quan điểm của mình là gì nhé? Quan điểm của mình thì sau một phiên phục hồi như thế này, nhưng mà vùng cản phía trên bây giờ là chỉ nhìn anh chị cũng thấy rồi, tức là 1055 cho đến 1060 là một vùng rất là dày. Đây, chưa để nói đến 70 anh chị ạ. Để do đó quan điểm của mình thì mặc dù là hôm nay là thị trường một phiên phục hồi rất là tốt, nhưng chúng ta thấy rằng là mình cho rằng là ngày mai có hai kịch bản, cả cái giá phiên tới, cụ thể là phiên ngày mai ngày kia có thể là vượt lên 1055 như là 10 khoảng 1055 khoảng như vậy gì nhá, mình là khoảng thôi, sau đó nó test lại MA20 đấy, và test lại MA20 khối lượng nhỏ tiếp á, và nó cân bằng đi ngang trên MA20 khoảng 1-2 phiên, sau đó nó sáng lên phía sau một phát á, thì đấy là một kịch bản này gì này. Thì khi nó vận động theo kịch bản này thì anh chị mua sau khi nó là gì, nó cân bằng ở trên tích lũy trên MA20 và khối lượng nhỏ, biến độ nhỏ, thì đó là cơ hội chúng ta giải ngân. Và anh chị nên tập trung á, thì mình giữ quan điểm rằng là nên tập trung dòng chứng khoán và dòng bất động sản. Đấy, thì đó là một khả năng. Một khả năng nữa nó có thể xảy ra. Bây giờ nó thật anh chị là đoán cái thị trường để mà mua đáy bán đỉnh là rất khó. Chúng ta sẽ dừng cả cái khả năng nó có thể xảy ra, chúng ta mua bán thôi. Phiên phục hồi tốt như hôm nay, nhưng có thể phiên ngày mai nó không vượt lên MA20. Và nó có thể như nó có thể là vẫn tích lũy đến MA50, nhưng mà dưới MA20, tức là nó ở vùng 1050. Đấy, tức là loanh quanh vùng 1050. Thì nếu như nó tích lũy thì ở vùng 1050 này á, vẫn đến được MA50 này á, và khối lượng nhỏ á, thì anh chị vẫn cứ có thể là mạnh dạn được, cái chúng ta có thể mua mới một cổ phiếu. Tất nhiên đây là mình chia sẻ ở đây với góc độ là thứ nhất là anh chị lưu ý rằng là đấy là quan điểm cá nhân của mình, bởi vì trên thị trường chứng khoán á là nó luôn luôn tồn tại những rủi ro, và không ai có thể để dự đoán được là thị trường sẽ đi như sẽ lên hay xuống hay đi ngang. Vấn đề là chúng ta xây dựng các kịch bản, anh chị lưu ý như vậy. Và khi mà anh chị đầu tư thì anh chị nên cân nhắc. Và thứ hai nữa là mọi diễn biến trong phiên là nó rất quan trọng. Đấy, anh chị lưu ý, tí nữa mình sẽ phân tích cho anh chị một số cổ phiếu trong chứng khoán hôm nay chị có thể mua và vì sao chị có thể mua trong phiên được. Đấy, tất nhiên thì anh chị theo dõi anh chị biết rồi, mình mua hàng về từ phiên thứ sáu vừa rồi kìa. Đấy, đó là những kịch bản đối với thị trường là chúng ta nên vẫn như vậy anh chị nhé. Đấy, thì đó là về thị trường chung. Còn nếu như về góc độ anh chị xem mà cũng chặt một giờ đấy thì anh chị lưu ý rằng là và mình quay trở lại, mình giữ quan điểm anh chị rằng là mình vẫn cho rằng là mặc dù hôm nay tốt như vậy, nhưng mà mình vẫn cho rằng trong tuần này sẽ là cùng là chỉ dao động ở vùng là mày ạ, 1050 đến 1060 thôi. Đấy, hôm thứ năm thì mình nói là 1035 1060, nhưng hôm nay nó vượt lên được thì mình sẽ rơi cái điểm tay gạt ra lên một tí, đó là 1050 cho đến 1060, tức là trong vòng biến 5 điểm này. Xin lỗi, trong vòng biến 10 điểm đó gì nhá, ở vùng như vậy. Còn nếu như anh chị xem mà cũng chặt một giờ á, ở đấy thì ở chặt một giờ đấy thì anh chị lưu ý rằng là một phiến thì có 5 cây nến, như hôm nay là còn 5 cây nến rất là tốt anh chị này, 5 cây nến rất là tốt. Đấy. Và nếu như anh chị, mình đã phân tích cho anh chị rồi, ở giai đoạn này mình đã nói anh chị rồi, đấy là một mẫu hình vai này, đúng chưa? Vai này, đầu này, đấy, và bên này là cả một cái vai. Đấy, đấy là một cái vai. Và mình còn nói với anh chị rồi, đó là gì? Khi mà nếu như anh chị theo dõi thường xuyên anh chị biết, tức là cái vai bên này nó phải tương đương số phiến bên này. Và chúng ta thấy chưa, những phiến hôm nay nó mới bứt lên được, tức là cái số lượng phiến ở giai đoạn này bên vai bên phải này nó phải tương đương số lượng vai bên trái này. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là nó rất ok. Nhưng mà hiện tại nếu nhìn đến trên chart 1 giờ thì chúng ta nhìn thấy ngay là vùng 1055 đến 1060, tức là vùng này nhìn này. Bây giờ thì vẽ vơi nó hơi nhiều nhá, nhưng mà mình cũng xin phép vẽ ra đây một tí để anh chị có thể tham khảo. Để cái vùng này anh chị nhìn cũng thấy thôi, 1060 đây đến 1055 này. Đấy, vùng này, vùng cản này. Thì mình cho rằng là khả năng trong tuần này thị trường sẽ có, nếu tích cực á, là nó sẽ lên vùng này, nó sẽ có quá trình dao động. Và dao động đấy nếu khối lượng nhỏ và biến đặt chặt á, thì chúng ta lại có những cơ hội chúng ta tìm những điểm chúng ta vào. Còn có những kịch bản nữa, đó là gì ạ? Nó có thể nhỉ? Nó có thể test lại ở vùng này. Ở test lại vùng này nhìn này, test lại vùng 1050 này. Vùng này gì nhá? Ở test lại vùng 1050 này một lần nữa. Đấy, test lại vùng này. Và nếu nó test lại trong cả phiên tới á thì đấy cũng là một những cơ hội, đúng không ạ? Vấn đề là chúng ta phải quan sát cái khối lượng. Đấy, còn nếu như chặt một giờ thì anh chị thấy đâu rồi, vai, đầu, vai. Và nếu như nhìn ở chữ MACD, anh chị mà thích dùng những kiểu này anh chị thấy rồi, đấy là một đáy MACD này, đấy là hai đáy này, đúng không ạ?
Và nếu như anh chị thêm dùng MACD 3 đoàn, anh chị thấy là 1 đoàn, 2 đoàn, 3 đoàn. Và hôm nay chúng ta thấy nhá, đường MACD là nó đã cắt lên đường tín hiệu, và đường MACD và đường tín hiệu đều nằm trên đường 0. Nằm trên 0 để dựng tín hiệu tốt. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? MACD histogram vẫn nằm trên 0 và có những cái dấu có gì ạ? Có những cái vạch xanh đầm lớn dần, thì đấy là những tín hiệu rất là tốt. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Đấy, còn nếu như mà anh chị theo dùng nến á, thì do là anh chị là 15 cộng mình theo VSA anh chị nhá, theo giá và khối lượng thôi. Nhưng mà gió cũng làm YouTube thì cũng có nhiều người theo trường phái nến với theo Ichimoku, do đó mình nói qua một tí cái này. Hiện tại chúng ta thấy là hôm trước chúng ta nói gì nè, nó mà vượt lên nó nằm trong cái vùng mấy này, phải nó tích lũy á, thì mình có chia sẻ với anh chị rằng là gì nè, khả năng là khoảng giai đoạn tâm sinh nhật bạc á, thì máy đang nó có một cái cửa lên đây gì nè, cửa lên đây đấy, thì hiện tại nó chúng ta thấy rằng là nếu như nó vẫn tiếp tục tích lũy ở vùng này đấy, tích lũy ở vùng này đấy, vùng này kiểu như vậy, và sau nó bứt lên ở đấy khoảng tâm khoảng 20 tháng 5 ngày gì nhá, tâm khoảng 20 tháng 5 đấy, tâm sinh nhật bạc cái đấy, thì nó có một cửa lên đây, khi đó nó mới vượt lên được khoảng vùng 1080 70 80 đấy này. Còn trong thời gian này thì khả năng để vượt được 1060 70 là xác suất rất rất khó đấy, thì đó là những cái kịch bản đối với thị trường chúng đi, chúng ta có một nét như vậy thôi. Còn bây giờ anh chị mình lại chia sẻ với anh chị cách để anh chị tham gia một số cổ phiếu. Mình lại ví dụ như nếu như anh chị theo dõi kênh từ lâu thì anh chị cũng biết rồi, vừa rồi mình có nói anh chị là các cổ phiếu nó đã lên mạnh, ví như FTS hoặc là hoặc là gì nè, CTS hoặc là BSI hoặc là gì nè, Agribank hoặc là vân vân, rất nhiều trong những ngành chứng khoán đó, thì khả năng cao nó phải có quá trình tích lũy lại đấy, và chúng ta nên tập trung vào những cổ phiếu mà ở trong dòng chứng khoán mà nó chưa lên nhiều, và đặc biệt là gì nè, nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là số lượng cổ phiếu nó nhiều, và nhiều anh chị thường dùng một thuật ngữ đó là gì nào, nắng bóng đấy, thì mình có chia sẻ anh chị, nên chú ý SHS đấy, cái giai đoạn đó mình có chia sẻ anh chị rất nhiều rồi. Bởi vì sao? Bởi những con nó cả những dấu ấn đấy chị này, cái quá trình tích lũy của nó là rất dài. Thứ hai nữa là nó đã vượt được MA200, và sau đó quá trình tích lũy đấy, và anh chị thấy đang tích lũy đấy vẫn đến MA20, và anh chị thấy là khối lượng nó nhỏ, và chúng ta thấy nếu như hôm nay nó vượt khoảng vùng giá 10.3 là anh chị mua là rất ok đấy. Tất nhiên những cổ phiếu này thì mình có rồi, mình có từ vùng giá 10 anh chị nhé, 10 và 10.2. Thì nếu như mà hôm nay anh chị mua thì vượt 10.3 anh chị mục là ok. Bởi vì khi đó là mình thấy là vượt 10.3 khối lượng nó đã đạt rồi. Khi đó là tâm đó mình thấy là 15 triệu cổ rồi. Đấy. Còn nếu như anh chị bây giờ chưa có hàng á, thì mình nghĩ rằng cơ hội vẫn còn là rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi đấy là một vùng cản. Và đấy là một những cái vùng cản, đặc biệt là vùng giá 11. Thì có rất nhiều kịch bản. Đấy, ta vẻ với rất nhiều chúng ta nếu như nó vượt lên một phát á, thì nó phải test lại với giá 11. Và khi nó test lại giá 11 và như là vùng này nó chặt tiếp và khối lượng nhỏ, thì đấy lại là một cơ hội nữa. Tức là nó test lại vùng đỉnh thì anh chị đấy là một cơ hội để anh chị tham gia. Ngoài ra có những kịch bản như thế này, anh chị nó sẽ test lại vùng giá 10.5 một lần nữa. Đấy, khoảng như vậy. Và sau đó nó tích lũy đấy, giống như con hạt PG hoa phát ấy, thì nó tích lũy lại á, thì đó là những cơ hội anh chị có thể cân nhắc, đúng không ạ? Còn mình thì mình có từ những vùng 10.9.9, khách hàng mình thì có những người mua từ 10.3, có những người mua từ 10.2, có những người thì mua 9.9, đấy tức là cái vùng này là mua được. Đấy, và phải có dấu ấn dòng tiền phía trước anh chị nhé. Đấy. Và cổ phiếu vừa rồi mình có nói với anh chị nữa, đó là SSI. Mình có nói anh chị đấy, tức là ở vùng này, ví dụ như hôm nay mà nó bứt lên khỏi MA20, cái phiên thứ 6 vừa rồi là phiên test lại khối lượng nhỏ anh chị này. Anh chị nhìn là anh chị thấy rất rõ. Test lại với khối lượng nhỏ, nhất test lại với khối lượng lớn là nó sẽ rất dễ hỏng. Đấy, anh chị lưu ý nhá. Đấy, còn nếu như anh chị xem cái chart 1 giờ thì đấy cũng là một mẫu hình vãi đâu vãi anh chị. Vãi anh chị này. Đâu này, vãi này. Cái phiến này anh chị này, phiến này là tạo thêm cái đâu này. Nếu như anh chị xem chart giờ ấy, còn nếu như xem chart ngay thì nó như thế này, nó thể rất khó nhìn. Đấy, còn nếu như anh chị mua ở vùng giảm mày 21.500 chẳng hạn là nó rất ok. Đấy, thì những cổ phiếu như thế này mình đã chia sẻ với anh chị rồi. Còn cả cổ phiếu khác ví dụ CTS hoặc FTS nó mình có nói anh chị là những cổ phiếu nó đã lên nhiều á, thì nó cần phải có quá trình thời gian tích lũy lại. Do giai đoạn vừa rồi thì mình tập trung vào SHS rồi là VCI. Đấy, VCI em nhìn VCI bây giờ nó gặp vùng đỉnh trước á, thì khả năng cao nó phải có quá trình tích lũy lại ở đây. Đấy, và nếu như nó tích lũy lại ở vùng đỉnh này á, đấy nó tích lũy ở đây và khối lượng nhỏ xuống á, và biến đồ nhỏ, đấy biến đồ đấy nhỏ, và sau đó có những cái dấu ấn ở phía sau này thì anh chị tham gia nó sẽ rất ok. Tất nhiên thì anh chị phải theo dõi những diễn biến này trong phiên. Đấy, còn nếu như mà mình mua từ những phiên này hàng về thì chiều thứ sáu rồi, mình
mua từ phiên thứ tư vừa rồi anh chị biết rồi, thứ tư tuần trước đấy. À, xin lỗi, thứ sáu tuần trước nữa, bởi vì tuần vừa rồi là một tuần nghỉ đúng không ạ? Và đến phiên thứ năm mới giao dịch lại. Mình mua cái này nhìn cái ngày 28 tháng 4 này đúng không ạ? Anh chị theo dõi kênh anh chị biết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó là có phiên rút chân này, test lại khối lượng nhỏ này và xác nhận một phát dấu ấn này là chúng ta mua ngay. Đấy thì và đặc biệt là khi thị trường nổ lên và thị trường sideways mà chúng ta mua điểm nổ chúng ta rất khó ăn. Vì con này thả đẹp mới nói lại, nếu như mà nó anh chị mua cao thế này thì nó rất khó. Chúng ta cần phải mua khi nó bứt cái vùng đỉnh của hai phiên trước trước đó. Đấy thì từ năm thứ sáu rồi. Là ok. Chúng ta ít nhất phải có một cái lãi để mà chúng ta bảo vệ được cái chúng ta gọi nhá, có một cái khoản rủi ro ở đấy. Còn nếu không thì chúng ta đều rất là khó. Đấy, đó là đối với dòng chứng khoán. Thì mình nghĩ rằng là cả phiên tới, cả nhịp tới ví dụ VND hoặc là RSI hoặc là HCM, SHS, VCI vân vân thì nó phải cần phải có con chỉnh lý lại cho nó chạy trước lên được ngay. Chứ đó là những cơ hội anh chị có thể tham gia được. Đó đối với dòng chứng khoán anh chị nhé. Anh chị lưu ý rằng là khi mà chúng ta đánh T công á là hàng bên chúng ta sụt. Ví dụ mua cái này thì để mua ví dụ VCI chúng ta mua thứ 28 tháng 4 vừa rồi. Và như phiên thứ sáu vừa chúng ta sụt thì chúng ta không được cái gì cả. Đấy, và chúng ta cầm như đến hôm nay chúng ta vẫn có một cái lãi khá tương đối đấy đúng không ạ? Chứ đâu nó lên đây nó lại ok, do đó là nó sẽ tốn phí thôi. Nếu đánh thế công nó thấy mua đi bán lại liên tục chúng ta rất là khó đấy, và nhiều khi sẽ dính vào những nhịp chỉnh. Và khi chúng ta mua được cổ phiếu rồi mà chúng ta chưa dính những cái nhịp điều chỉnh mạnh mà chúng ta nhé, cổ phiếu vẫn chưa được cái xu thế tăng á, thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ, chúng ta chơi cho nó quá trình trả cũng quá trình tết cũng đúng không ạ? Bởi vì là năm năm 3 ngày chúng ta được khoảng 5-7% thì quá ngon rồi đúng không ạ? Chứ không phải là khi nào mua hàng về phải yêu cầu phải 5-7% thì thực tế là rất là khó. Và nếu như chúng ta mua nhiều chúng ta xoáy nhiều là thứ nhất là tốn cái phí, thứ hai là rủi ro rất cao. Đấy thì đó là đối với dòng chứng khoán mình phân tích qua với anh chị như vậy thôi. Đối với dòng thép dòng thép thì mình có mua cái này một bit anh chị biết rồi. Đấy và chúng ta thấy rằng là hiện tại như thế này nó rất dễ nổ lên nhá. Và khi nổ lên đó nhé, chúng ta lại bán như bọn này chúng ta lại không chơi lâu rồi nhìn, bởi vì lên gặp vùng cản thì chúng ta lại bán ngay. Và lên đây bây giờ nó tích lũy được lại được thì đấy là chúng ta lại mua lại xong. Còn nếu chúng mà mua tại những vùng đen thì mình đánh giá vẫn ok. Đấy. Tất nhiên mình khẳng định lại với anh chị rằng đây là những quan điểm cá nhân của mình. Anh chị nên cân nhắc trước khi đầu tư. Bởi vì mọi rủi ro trên thị trường chứng khoán là luôn luôn rình rập, chứ không phải là nó khi nào an toàn. Các phiên vừa rồi, phiên thứ sáu vừa rồi, phiên hôm nay là hai phiên đóng cửa đến 10-20. Và phiên hôm nay là phiên tẹt lại nhưng chúng ta thấy là nó khối lượng nó nhỏ. Thì đấy là những tín hiệu khá ok đúng không ạ? Khối lượng khá ok đấy, thì đấy nhưng mà cổ phiếu này thì chúng ta sẽ được cái lợi nhuận nó sẽ không nhiều bởi vì vùng cản khá gần. Hoa phản vậy, hoa phản chúng ta đã về sẵn rồi. Nổ lên này anh chị, nó tẹt lại này và tẹt lại theo kiểu này là đấy là những gì ạ? Đấy gọi là nến ba que như nhá anh chị, mà theo nến anh chị thấy là nến ba que. Và cái phiên khối lượng nổ này thì khối lượng lớn và ba phiên giảm tẹt lại vừa rồi thì anh chị thấy là khối lượng nhỏ đấy, và hai phiên phiên thứ sáu về hôm nay là hai phiên tăng. Nhưng chúng ta thấy rằng là như này, cái khối lượng nó không lớn thì những cổ phiếu này nó rất là dễ nổ vào cả phiên tới. Mình nghĩ rằng là những cổ phiếu này nó rất là dễ lên cả phiên tới. Đấy. Tất nhiên cổ phiếu này lên bây giờ không phải là chúng ta mua được. Nếu như mua thì anh chị mua tới những vùng này thôi. Những cái vùng giá khoảng mấy ạ? Loanh quanh 21 hay 21.000 thôi. Còn nếu cao hơn thì nó rẻ là khi thị trường sai quá chúng ta rất khó ăn. Đấy, còn nếu như những bọn này mà nếu như nó nổ lên anh chị có cổ phiếu anh chị có thể bán đúng không ạ? Sau đó nó mà té ra đỉnh khối lượng nhỏ. Đấy thì chúng ta lại tính toán test lại khối lượng test lại khối lượng nhỏ chúng ta lại mua đúng không ạ? Thì đối với dòng thép thì mình nghĩ là nhìn đến quan tâm hoa sen và hoa phạt. Tất nhiên là nếu để ăn nhiều thì giai đoạn này thì với dòng thép thì mình đánh giá là không cao. Đấy và nhìn đến tập trung vào dòng chứng khoán là một. Dòng thứ hai mình đánh giá giai đoạn này khá ok rồi, dòng bất động sản. Bất động sản nha, anh chị thấy này, ví dụ nhà Khang Điền này. Nhà Khang Điền là bên mình vẫn có như nhá, vẫn cầm nhá. Mua tại vùng giá 24.500, mua tại những vùng này. Đấy. Và vì sao mua anh chị thấy thôi? Đấy là những dấu ấn dòng tiền anh nhìn này. Đấy. Và nó test line này, nó test line khối lượng lớn này. Khối lượng lớn thì thường nó lại không lên. Đấy, test line khối lượng lớn thì thường nó lại không lên, bây giờ chúng ta mà sau cái nổ này chúng ta thường không mua. Đấy, và nó vượt cái đỉnh cái này chúng ta không mua. Vì sao? Bởi vì cái khối lượng những phiên giảm test line đấy là chúng ta phải biến nó dao động là thứ nhất. Thứ hai này là như vậy, cái quá trình tích lũy đấy là chưa đủ nhiều. Thứ ba là vùng cản đấy là chúng ta thấy khối lượng rất lớn. Thứ tư nữa là chúng ta thấy là khối lượng đấy là các phiên giảm khối lượng vẫn lớn, do đó phiên nổ này thì thường là có, thường là chúng ta phải bán thôi. Còn mình thì mình không mua cái này mà chúng ta mua lại những vùng này đấy, và đấy chúng ta thấy là nổ lên những khối lượng rất lớn, sau nó tẹt lại như thế này, tẹt lại như thế khối lượng nhỏ hơn chưa, tức là nó trả cũng lại những lực bán nó không có nữa đấy, ít hơn.
Thì sau đó quá trình rù 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 tiếp theo, nhưng mà biến đồ những vùng này chúng ta thấy chưa, nó nhỏ, biến đồ như thế là giá đóng cửa của cả phiên lên nó gần 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 bằng nhau đúng không nhá, anh chị nhìn nó như thế thấy thôi, tức là giá đóng cửa nó gần như là sắp xếp trên một đường thẳng, và cả cái phiên này chúng ta thấy đang là khối lượng nó nhỏ xuống đây. Thì nếu như anh chị mua ở phiên này á, thì khi nó bắt đầu vượt bứt lên khoảng vùng giá 28.000 hoặc 29.000 là anh chị mua được, chứ không phải mua khi nó nổ lên hẳn thế này. Mua nổ lên hẳn thì rất là khó. À, vì sao mua? Bởi vì chúng ta thấy là đây nó đã có một vùng nền nó trả cung rồi, và trả cung vùng này chúng ta thấy khối lượng là nhỏ và giá đóng cửa chặt, thì nếu như nó thị trường mới xấu á thì chúng ta thấy là nó sẽ rủ về vùng này thì nó cũng sẽ dừng lại, do đó khả năng thua lỗ chúng ta là nó sẽ rất thấp đấy. Vậy thì bây giờ câu chuyện tiếp theo là gì? Câu chuyện tiếp theo là bây giờ nếu các phiên tới mà nó rủ xuống tiếp á, và hai phiên phiên thứ sáu vừa rồi và phiên hôm nay là hai phiên chúng ta thấy là khối lượng nhỏ giảm lại, test lại khối lượng nhỏ, thì đấy là những tín hiệu tích cực. Thì nếu như cái gì nhé, nếu như mà cả phiên tới nhé, cả phiên tới và nó vượt được cái vùng giá này, vượt được vùng giá 30.200 này đấy, với khối lượng tương đối, thì khối lượng của nó phải bao nhiêu? Phải 3 triệu cổ đến 4 triệu cổ mới đạt. Thì chúng ta chia ra phiên sáng chúng ta phải yêu cầu nó phải đạt ra khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu cổ đúng không ạ? Và phiên sáng 1,5 triệu 2 triệu cổ thì rõ ràng là đến khoảng 10 giờ thì anh chị phải xem thử là khối lượng của nó phải đạt được bao nhiêu. Thì đó là cái cách mà chúng ta mua khi mà thị trường sideways và nó chưa nổ lên, nhưng mà chúng ta vẫn cắn được cái giá khối lượng để các phiên chiều nó khớp thêm bao nhiêu đấy, thì chúng ta thèm muốn là nó sẽ rất ok. Và cổ phiếu nha kháng điên thì mình đánh giá rằng là khả năng sẽ có một nhịp nữa, khả năng sẽ có những nhịp chạy, và trên nha kháng điên nó sẽ không có tính điên giống như nhân D cơ đấy, thì anh chị lưu ý nhá. Tiếp theo là D cơ. D cơ thì mình đánh giá là như này, bây giờ là mình đã chia sẻ với anh chị ở video trước rồi, tức là nó gặp vùng cản này thì nó sẽ có quá trình tích lũy lại, và ba phiên thứ năm thứ sáu tuần trước và phiên hôm nay thì ba phiên nó đóng cửa lồng khá chặt. Tuy nhiên có một cái lưu ý ở cổ phiếu này đó, chúng ta thấy đang nhá cái quá trình tích lũy đấy là mình đánh giá là chết nhiều là thứ nhất, thứ hai nữa là cái khối lượng của những phiên giảm chúng ta thấy vẫn còn rất lớn, kể cả hôm nay thì thấy đang khối lượng rất lớn đấy. Thì những cổ phiếu này anh chị xem thêm, nhưng mình nghĩ nếu như mà cổ phiếu này mà nó ok thì nó phải rủ lại một lần nữa đấy, xuống MA10, xuống MA10 anh chị nhé. Nếu như giá rủ xuống MA20 mà khối lượng kiệt xuống được thì biến đồ chặt nữa thì chúng ta nên xem xét, tức là vùng giá khoảng 17.800, khoảng 17.800 nó rủ xuống vùng này thì nó sẽ ok hơn đấy. Còn nơi bấy giờ này vì cả phiên tới mà nó tăng mạnh á thì mình nghĩ rằng rất khó, bởi vì khối lượng lớn thế này là nó chưa lên được đấy, đó là quan điểm của mình nha anh chị nhé. Trong dòng này thì con Hà Đô cũng khá ổn này, nó đang tẹt lại khối lượng nhỏ này anh chị thấy chưa, nó tẹt lại những khối lượng nhỏ thế này, nó vượt lên này. Còn này mình vẫn mua gì nhá, bên mình vẫn mua, tức là nó nằm trên MA20 những giai đoạn vùng giá khoảng 32.000 là mua được đấy. Tức là cái phân tích mình nó nói chỉ là khi gặp vùng cản này, khi lên gặp vùng cản đấy anh chị thấy này, thì nó rủ xuống này, nhưng mà rủ xuống khối lượng phải nhỏ đấy, thì sau đó chúng ta lại mua ở vùng giá khoảng 32.000 là ok đấy. Hiện tại nói về lại thì chưa bao nhiêu, nhưng mà cái cách để chúng ta chờ đợi, chúng ta nắm giữ cổ phiếu là chúng ta phải có những cái đạt đến điều kiện như vậy. Còn nếu như bây giờ mà cả phiên tới mà nó tiếp tục rủ xuống khoảng MA10, khoảng vùng giá khoảng 32.500 chẳng hạn mà khối lượng nhỏ, thì đó là những cơ hội anh chị nên xem xét đúng không ạ? Đấy, tất nhiên những cổ phiếu này bây giờ vùng cản phải đến là còn khá dài. Đất xanh cũng vậy, đất xanh như hôm nay vẫn là một phiên test lại, nhưng mà chúng ta thấy là khi kéo lên không có khối lượng nhưng áp lực bán vẫn còn nhiều, và những cổ phiếu mà gặp vùng cản lớn thế này thì mình cho rằng là quá trình tích lũy bên này thế này là chưa đủ. À, con này thì nó khá giống DG, chủ là cái quá trình tích lũy bên này là chưa nhiều, do đó là mình nghĩ là cổ phiếu này mà nếu nó tích lũy thêm á thì sẽ xem xét thôi. À, con Nam Long thì nó đã lên khá nhiều rồi, chúng ta không sẽ có không còn cái điểm nữa anh chị nhé. Đấy, hiện tại anh chị theo dõi những cả cổ phiếu như vậy. Trong nhóm này thì mình đánh giá rằng là bất động sản khu công nghiệp á, thì mình cho rằng là con hôm nay GVR tăng tốt nhất này, tăng tốt nhất cùng khối lượng lớn này, nhưng bây giờ nó này lên vùng này nó này có quá trình tích lũy lại gì, nó có lên nữa thì lên gặp vùng này nó phải tích lũy lại đây, lên khoảng vùng giá khoảng 16.000 17.000 đây, và nếu như nó tích lũy lại biến chặt khối lượng nhỏ đấy thì chúng ta sẽ xem xét anh chị nhé. Còn hôm nay thì con SZC tăng cũng khá ok đấy, SZC thì mình lấy phiên sáng đấy, mình lấy khi vùng giá 33.000 đấy. Nhưng mà vì sao lấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này nó lên chất nhiều nhất, thứ hai nữa là chúng ta có những cái dấu ấn trong tiền phía trước, khi những phiên tăng khối lượng lớn và nó giảm lại như thế đang nhé, biến đồ nó chặt hơn, khối lượng nhỏ hơn, nhưng mà vùng đánh giá tổng quát thì nó vẫn không được cái ok lắm nói gì ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khối lượng ở đấy là chúng ta phải ra nó vẫn còn là rất là lớn đấy, thì mua như mua hôm nay khi vượt giá khoảng 33.000 á là chúng ta mua ok thôi, còn mua giá cao thế này rất khó đấy. Thế đó rồi bất động sản công nghiệp.
À, ngoài ra đối với các cổ phiếu khác thì ví dụ dòng ngân hàng các kiểu thì hiện tại giai đoạn vừa rồi mình có chia sẻ với anh chị là con HD Bank là tẹt cung rất tốt. Rồi con phía này tẹt cung rất tốt. Nhưng mà để mua thì mình nói anh chị rồi là chúng ta không đánh giá vào dòng đánh vào dòng ngân hàng những giai đoạn như thế này. Hôm nay ví dụ tẹt cung Bank cũng kéo lên khá tốt này. Rồi kéo lên khá tốt này. Con này là có những dấu ấn ở đấy anh chị này, cái giai đoạn này là giai đoạn tham gia vào dòng tiền lớn này và giai đoạn rủ lại như thế khối lượng nhỏ này. Thế nếu như nó vượt giá khoảng 30.000 á, đây vượt giá 30.000 khối lượng ok đây, anh chị không nên mà nó vượt đỉnh, anh chị không mua vượt đỉnh được đâu. Khi nó vượt 30.000 đây và ở phải mua ở phiên sáng, và nếu như nó mà đạt vốn của nó là bao nhiêu, đạt vốn của nó phải 8 triệu cổ thì anh chị chia ra thôi, phiên sáng phải được mấy ạ, 4 triệu cổ, và phiên sáng 4 triệu cổ thì anh chị chia nửa phiên ra khoảng mấy, khoảng 2 triệu cổ đấy, kiểu như vậy anh chị mua. Chứ nếu không mà chúng ta không cắn cái khối lượng là chúng ta thấy rất là dễ bị fail, và khi nó fail lại thì chúng ta thấy rất là dở. Mình lấy ví dụ con LBB mình bị dính như này. Đấy, ở đâu nhỉ? Ở vùng nào nhỉ? Ở phía này như này. Đấy, mình có dính ở phía này. Đấy, tức là nó đạp xuống. Đấy, nhưng chúng ta thể lấy những giai đoạn này là ok này. Nhưng phía này mình vẫn bị phiếu này. Đấy, chứ không phải là luôn luôn đúng được đâu. Đấy, mình nói cái gì mà ok thì mình bảo ok. Còn cái gì mà mình đã dính là mình đã nói gì đó. Đấy, dùng gió là phiến đỏ là chúng ta thấy là khi gặp thị trường chúng xấu nữa. Nhưng mà rất là dễ bị phiếu. Đấy, do chúng ta hết sức cẩn trọng trong quá trình đầu tư. À, cũng khá là nhiều cổ phiếu nữa anh chị, nhưng mà do điều kiện thời gian nữa, do đó là mình không muốn làm một cái video nó dài, do đó là anh chị cần trao đổi với những cổ phiếu nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở phía dưới. Còn anh chị muốn trao đổi thêm thì rõ ràng mọi diễn biến trong phiên là nó thấy ok nhất anh chị nhé. Đấy, mua hoặc bán là chúng ta diễn biến trong phiên là ok nhất. Còn mà khi mình làm tiếp tục thế này thì rõ ràng là như nào, khi đã hết phiên rồi mình mới làm thì thường là anh chị sẽ có chiến lược để anh chị chiến lược là anh chị hiểu cái cách để anh chị mua bán thôi. Còn mà để mà ok thì rõ ràng nó phải trong phiên. Video mình xin phép dừng tại đây. Hẹn anh chị trong video lần sau.